Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất nhà trọ ở thành phố muốn hoạt động phải đảm bảo diện tích sàn tối thiểu là 5 m2 một người, hẻm rộng 4 m, cách đường chính không quá 100 m và có lối thoát hiểm. Điều này sẽ đảm bảo số lượng người tập trung không quá lớn, giảm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, tai nạn và nâng cao chất lượng nhà trọ. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, rất nhiều phòng trọ trên địa bàn không thể đáp ứng được điều kiện như đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông trần khánh quang tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản việt an hòa để lắng nghe những nhận định của ông về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi Thưa ông, với đề xuất nhà trọ ở thành phố muốn hoạt động phải đảm bảo diện tích sàn tối thiểu là 5 m vuông một người, nhiều chuyên gia nhận định rằng điều này có thể khiến cho giá trọ sẽ tăng cao, trong khi đối tượng sử dụng nhà trọ thường phổ biến dành cho người có thu nhập thấp. Vậy đề xuất này có thực sự khả thi trong bối cảnh hiện nay không ạ? Thế tôi nghĩ cái đề xuất Sở Xây dựng đưa ra để nhằm là nâng cái chất lượng cuộc sống của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ tuy nhiên cái đề xuất này thì nó dưới những cái tồn tại hiện hữu của nó là với cái uh, trên 5 mét vuông một người và cũng như là hẻm phải trên uh, 4 mét đây là những cái điều kiện là 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 rất là khó áp dụng hiện hữu tại thành phố hồ chí minh với những cái uh, nhà trọ tồn 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 tại cũ và vô tình nó như vậy thì uh, nếu mà đáp ứng được cái những điều kiện đó thì số lượng nhà trọ thì tôi theo nghĩ dẹp đi là phải trên 50 nhập ừ. Phải trên năm phần trăm thì lúc đó vô tình là là cái những người thu nhập thấp vì chúng ta biết những người đi thuê nhà trọ là những người có thu nhập thấp thì là 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 cái nhu cầu thì vẫn có nhưng mà cái nguồn cung thì lại giảm nhiều thành ra là vô tình đẩy giá nhà trọ lên cao mà chúng ta thấy là những cái thành phần thu nhập thấp thì dễ tổn thương lớn nhất của họ về tổn tổn thương về tài chính đó là là, là 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 là, đó là giá thuê nhà đó là giá thuê nhà Thành ra tôi nghĩ là khi ban hành cái này chúng ta phải nên cân nhắc hoặc là chúng ta phải có một cái cái giai đoạn để có một sự chuyển đổi nó kéo dài trong 2 năm 3 năm để cho có một cái sự chuyển dịch đến những cái tiêu chuẩn mới thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Thông tư 20 chỉ cho phép hộ gia đình cá nhân đầu tư kinh doanh và không cho phép doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh phòng trọ. Điều này không tạo được sự cạnh tranh để các hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng khu nhà trọ một cách tốt hơn. Nên chăng là chúng ta cần khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng kinh doanh mô hình nhà trọ ạ? Vì nếu mà chúng ta đưa ra như vậy, tức là chúng ta đang nói về cái khoản về nhà trọ về nhà trọ là một cái mô hình nhỏ nó mang tính về tư nhân thì khuyến khích uh, tư nhân làm để tạo các cái nguồn cung nhà trọ uh, cho cho người lao động ừ. còn đối với doanh uh, nghiệp thì nó có một cái mô hình đó rất là nhà ở xã hội là mua thêm mua với có những chính sách ưu đại đặc biệt còn nếu mà ở giữa lưng chừng quy định giữa về phòng trọ với nhà ở xã hội của doanh nghiệp nó có một cái khoảng cách nhất định đó thì chúng ta đang bị bỏ lỡ quả chỗ này tức nghĩa là doanh nghiệp không thể mà xây nhà trọ cho thuê được tức nghĩa là doanh nghiệp không thể xây cái nhà trọ mà kiểu mà 25 mét vuông được ừ. mà chỉ có cá nhân thôi mà doanh nghiệp buộc phải lập dự án mà lập dự án thì phải chuyển qua nhà ở xã hội nhưng mà có nhiều dẫn này chúng ta thấy đây là chúng ta bỏ lỡ một, 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 một cái cơ hội để cho nhiều doanh nghiệp người ta có một cái mô hình là chuyên về cho thuê nhà trọ thôi chứ không nhất thiết là phải xây nhà ở xã hội là cho thuê hoặc là thuê mua gì đó ừ, đó là hình thức khác chúng ta thấy rõ ràng có một rất là nhiều doanh nghiệp muốn là chỉ chuyên về làm nhà trọ cho thuê thôi nhưng mà thật đang là dướng cái 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 quy định này thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên cởi bỏ nó ra ừ. theo kết quả khảo sát mới đây của Sở Xây Dựng thì cho thấy có khoảng 21% tổng số nhà trọ trên toàn thành phố không đủ điều kiện an toàn để tiếp tục hoạt động và để cải tạo, nâng cấp các nhà trọ này đạt chuẩn theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố thì các chủ trọ cần phải tốn nhiều chi phí. Vậy các sở ngành cần có các chính sách gì để hỗ trợ các chủ trọ Thì nó là chúng ta phải có hai cái sự hỗ trợ. Thứ nhất là cái sự hỗ trợ về tài chính. Ừ. hỗ trợ về tài chính để chủ trọ là người ta có thể cải tạo cái căn hộ đó, nó, tốt hơn và cái diện tích nó lớn hơn đúng theo cái chuẩn là 5 mét vuông thứ hai nữa đó là hỗ trợ về tài chính cái thứ hai đó là một số nhà trọ sẽ không phù hợp với những cái tiêu chí mới nếu được thông qua ừ. thì như vậy là người ta cần chuyển đổi ngành nhà, thì cần hỗ trợ và về tránh ví dụ là chúng ta ủy ban thành phố có thể cho họ vay với một cái lãi suất nó thấp trong một thời gian dài để cho vay giảm tính chất ừ. để cho họ là có cái điều kiện để kinh doanh qua một cái lĩnh vực khác thay vì làm nhà trọ cái vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói đó là chúng ta cần phải có một cái thời gian để cho người ta chuyển đổi mô hình. thí dụ như tôi nói thì khi đưa ra quy định như vậy thì khi áp dụng thứ nhất là áp dụng cho những nhà trọ mới hình thành. Thật. thứ hai đối với những những nhà trọ hiện hữu thì phải có thời gian 2 năm tới 3 năm để người ta có thể là thu xếp công việc để chấm dứt cái mô hình này thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Trong trường hợp mà nhà trọ không thỏa mãn điều kiện về diện tích tối thiểu và an toàn phòng cháy, thì thành phố sẽ có những giải pháp nào để có thể hỗ trợ các chủ trọ này ạ? Ừ, đó, thì chúng ta thấy khi mà ở thành phố Hồ Chí Minh là rất rất là nhiều cá nhân thành lập các cái mô hình là nhà trọ cho thuê vì cái cái nhu cầu này nó vẫn còn khá lớn trong thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà đột ngột mà cái mô cái mà với quy định mới thì người ta buộc phải là dẹp bỏ những cái những cái nhà trọ này nó tốn rất là nhiều chi phí. Thành ra là chúng ta phải có một cái khoản ngân sách cho vay ưu đãi đối với đối tượng này trong cái thời gian dài. À, tôi nghĩ phải cho vay khoảng 7 năm cho tới 15 năm để cho ta có thể là chuyển đổi mô hình kinh doanh một cách nó thuận lợi. Vì chúng ta thấy không thể cho vay ngắn được. Vì khi một cái mô hình mới người, người ta đi kinh doanh một cái lĩnh vực khác thì người ta sẽ gặp những cái khó khăn nhất định thì chúng ta phải cho vay một cái thời gian dài với một cái lợi suất ưu đại thì tôi nghĩ thì như vậy nó mới phù hợp.